6 ơi. Giữa rồi à? Dạ dạ. Thế giờ cứ ăn uống mà đi tí bay đi say làm nào. Bà say máy bay á? Ừ. Có khả năng say đây đây. Đây bà. Đây có cái túi nôn này. Đây cái túi nôn. À đây có túi nôn đây. Vâng, nếu mà say thì bà xé cái này ra. Rồi rồi. Xong bà nôn vào đây. Xong bà buộc ấy lại, đậy lại để vứt đi. Hiện đại đấy. Hiện đại mà. Túi bằng giấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Các bạn ạ, ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với bà Tân và anh Hưng vào thành phố Hồ Chí Minh nhá. Và mình, bà Tân và anh Hưng vào Sài Gòn làm gì thì ngay bây giờ thì mình chưa thể bật mí với các bạn được. Nhưng mà ở video sau thì có thể là mình sẽ chia sẻ với các bạn nhá. Hồng một lát nữa thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Ở đây là lần đầu tiên mà bà Tân với cả anh Hưng đi máy bay. Nên là bà thì có khá là nhiều lo lắng, kiểu bỡ ngỡ hồi hộp. Ấy, mình thì mình đã pack đồ xong rồi, chuẩn bị thì mình sẽ đi ra sân bay nhá. Mình thì từ nhà mình ở Hà Nội đi ra sân bay, còn bà Tân với các anh Hưng sẽ từ Bắc Giang đi ra sân bay và bọn mình sẽ gặp nhau ở đó. Mình thì mình đã cầm hết vé rồi mọi thứ rồi để có thể chuẩn bị để cho bà Tân đi vào Sài Gòn nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm video để quay lại cho các bạn xem. Mình đã gọi một cái taxi rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi taxi và ra sân bay thôi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Mình đang đợi check in cho mình và Tân với cả anh Hưng nhé các bạn nhé. Như vậy là bọn mình đã check in xong và mình đã cầm trên tay vé rồi nhá. Bây giờ thì sẽ đi ra cửa tàu bay thôi. Bà biết bây giờ mình đi đâu không? Đi ra cửa tàu bay cháu. À, đấy, đây là lần đầu tiên bà đi máy bay nên là mình hướng dẫn cho bà. Ngày hôm nay bà bịt khẩu trang kín mít nhưng mọi người vẫn nhận ra. Còn anh Hưng với mình thì không bịt khẩu trang cũng không ai nhận ra. Lần đầu tiên đi máy bay các bạn ạ, hồi hộp lắm. Bà sẽ tiếp tục đi vào đây. Bà hồi hộp không bà? Đây bà, đi vào đây này bà này. Đọc cho cháu chỉ này. Đây. Hiện tại thì bọn mình đã check in xong và đã ra cửa để ngồi đợi máy bay rồi nhá. Thế bà cảm thấy thế nào bà? Cuộc đời bà cũng thấy hồi hộp lắm. Thì gần 60 lần bánh trưng thì bà cũng chưa bao giờ đi ô tô. Ô tô á? À đi máy bay. Cái ngưng nữa nè. Hôm nay đi rất là vui luôn. Hồi hộp lắm các bạn ạ. Chưa nhưng đi mà, giờ luôn. Nhưng mà mình chưa tiết lộ cho mọi người biết là tại sao mình lại đi vào Sài Gòn nhá. Cái này vẫn là bí mật. Bà ăn sáng chưa? Bà ăn rồi. Hôm nay bà đi từ Bắc Giang đến đây là mấy giờ? Lúc ở nhà đi mấy giờ nhỉ? Lúc ở nhà bà đi hơn 6 giờ. À hơn... 7 giờ đấy. 7 giờ. 7 giờ mà đi 1 tiếng đã đến đây rồi á. Thế nhanh nhở? Tưởng bà chưa ăn sáng thì bây giờ sẽ ăn sáng. Nhưng mà ăn bà ăn sớm luôn đúng không? À. Bà thấy sân bay ở đây nó có đẹp không? Đẹp. Đẹp. Gì nữa không? Thấy đẹp luôn. Lúc nào cũng có cô lau nhà. Ừ đúng rồi, lúc nào cũng có cô lau nhà. Cháu ấy ở dạ, chờ dạ. Bà hỏi ở đây có nhà vệ sinh hả cháu? À lên máy bay có nhà vệ sinh. Có, lên máy bay có nhà vệ sinh. Thế à? Vâng, bà yên tâm nhé. Ừ. Lo. Thank you.
Vâng, to. Chào 20 đi. Đây bên này có... Đây bảo ơi. Vào ngồi trong cùng đi. Vâng, vào ghế trong cùng đi. To không bà? To ạ. Chứa hết nhiều người lắm. Vâng. Nhiều cái bỡ ngỡ ông bà. Tí nữa bà phải thắt dây an toàn mà. À thế á? Vâng. Thắt dây vào. Đây. Dây an toàn này. Đây đúng rồi. Bà cài vào. Bà có điện thoại không? Có. Điện thoại phải tắt điện thoại đi. Vâng. Để đảm bảo an toàn bà cài bà ấn vào không? Đây. Cắm vào đầu này. Cắm vào đi. Đấy, được rồi, được rồi. À, lại phải tắt điện thoại đi à? Vâng, tắt điện thoại đi, bà tắt điện thoại đi. Thế à? Bà đang thực hiện đúng các quy định các bạn ạ. Lên máy bay lúc cất cánh và lúc hạ cánh phải tắt các thiết bị điện tử. Chứ rồi, hay bà quên ở nhà rồi. Không thấy á. Ê, bà đi các bạn nhìn, mang đúng một cái túi, chiếc áo chấm bi huyền thoại đấy. Hai cái áo chấm bi, bà nhiều áo chấm bi đấy. Ba cái áo chấm bi. Rồi. Tắt điện thoại đi. Tắt đi. Đúng rồi. Tắt rồi. Tắt rồi, ok. Cháu ơi. Dạ. Cô tiếp viên hàng không ở đây xinh gái thế. Xinh gái không? Bà thấy xinh gái không? Xinh nhỉ? Bà có muốn tuyển một cô về làm con dâu không? Vì bà với đi làm lối, con trai bà cũng với lối. Sao không nổi? Thế ngày hôm nay con dẫn bà đi như thế thì lần tới là bà đã biết là tự đi chưa? Tự đi máy bay được chưa? Bà cũng chắc là lần tới này, chắc là bà đi thì chắc là vẫn phải tháo cháu đưa bà đi chứ bà không buộc. Thế ạ, thế lần tới cháu lại đưa đi nhá. Không, để khi nào nhớ thì bà có thể tự đi nhá. Cháu ơi. Giữa rồi à? Dạ dạ. Thế giờ cứ ăn uống mà đi tí bay đi say làm nào. Bà say máy bay á? Ừ. Có khả năng say, đây đây. Đây bà. Đây có cái túi nôn này. Đây cái túi nôn. À đây có túi nôn đây. Vâng, nếu mà say thì bà xé cái này ra. Rồi. Xong bà nôn vào đây. Xong bà buộc ấy lại, đậy lại để vứt đi. Hiện đại đấy. Hiện đại mà. Túi bằng giấy. Nhiều nhỉ? Vâng, cháu đi nhiều. Chủ yếu là đi cùng gia đình hoặc là đi công tác. Thế à? Vâng. Mấy đứa em gái cứ ở chị mày thế lại được đi máy bay. Chắc mọi người ở quê cũng chẳng được đi bao giờ bà nhỉ? Không, không được đi bao giờ. Không, bây giờ không khóa nhưng mà lúc mà cất cánh với cả hạ cánh thì mình không được ngả ghế. Đây có cái nút đây này bà này. Đây này, bà nhìn thấy không? Đấy. Đây à? Ừ, đấy. Thế à? Vâng. Chứ không ngồi đứng như này nhỉ? Thì tí nữa nếu mà khi mà cất cánh xong rồi thì bà ngả ra để bà ngồi cho nó thoải mái ấy. Ngồi như này thì bà thấy khó chịu không? Khó chịu. Đấy, ngồi ngả ra thì thoải mái, ngủ nghỉ dễ hơn ấy. Đâu, cái thời ngoại năm ấy, mà lúc chiến tranh ấy, thì là có ở trên xã Mỹ Thái nhà bà có rơi cái máy bay đây. Thế á? Sau bắt đầu nó còn văng ra tay này, còn có cháu còn khèo khèo tay còn ảnh hưởng ấy. À, nhưng mà máy bay này mà yên tâm không rơi đâu. Mà đây có cái gì bằng nhôm đâu, thế mà ngoại năm thì người ta bảo nhặt cả nhôm. Nhặt cả nhôm mới làm xong. Những câu chuyện rất nguy hiểm. Nó rất là xịn, kiểu là người ta nếu mà rơi thì đúng là nó văng ra thì vợ làm xong hoặc bán đồng nát. Bán đồng nát được tiền. Ừ, quá các bạn ạ. Đang cất cánh các bạn ạ. Sợ quá các bạn ạ. Sốc sốc nhỉ? Vâng. Sốc sốc. Hấn hấn. Tay hai tay nắm chặt. Vâng, bây giờ tí nữa chỉ nhìn thấy mây thôi, không nhìn thấy nhà đâu. Thế à? Wow, 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 wow.
hơi lâng lâng nhỉ. Vâng. Tí nữa nó lên được độ cao ổn định rồi thì nó sẽ không hững, nó sẽ chỉ bay êm ru. Là mình và bà Tân và anh Hưng đã đến một cái khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Mình và bà Tân lên một phòng. Thì ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên mà bà đến thành phố Hồ Chí Minh này, lần đầu tiên bà đi máy bay. Rất là vui, đây là những cái trải nghiệm rất là vui của bà. Bà cứ cười tươi suốt thôi, nhưng mà đi thì cũng mệt, nên bây giờ bọn mình sẽ kết thúc video này tại đây nhá. Và để cho bà nghỉ ngơi và mình cũng sẽ nghỉ ngơi. Và ngày mai thì bà sẽ tham gia một chương trình mà bật mí là có Trấn Thành, nhưng mà mình vẫn chưa kể cho các bạn đấy là chương trình gì. Nhưng nếu các bạn muốn theo dõi thì hãy theo dõi những video tiếp theo nhá. Xin chào. Chào cô cháu nha.